Dạ chào thầy. Dạ ừ, chào thầy dạ. ơi, thầy cho học trò hỏi là mình đơn phương như vậy là bao nhiêu năm rồi? Nếu tính ra thì từ năm trung học phổ thông, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Thiệt là hết không? Dạ hết rồi. Dạ không rượu chè. Dạ không ạ. Không có luôn. Có thuốc không trai? Dạ ơi. Không, cà phê nước đá gì không có gì. Đỡ tốn kém dễ sợ luôn. Không ăn uống gì luôn. Nhưng mà con chưa có thố lộ với bạn này. Hiện tại bây giờ cũng là qua cái mức độ bạn bè thôi. Ví dụ như con khó khăn cái gì, alo cái là bạn đó giúp. Hay là bạn đó muốn giúp đỡ cái gì, alo cái con giúp lại. Giờ vẫn còn. Dạ, vẫn mối quan hệ bản thân thôi ạ. À. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Mời nhà gái. Chúng ta đến với phần giới thiệu của bạn gái nè. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và quý vị khán giả. Em là Huỳnh Thị Phương Thảo, 31 tuổi, hiện đang làm giáo viên mầm non. Quê em ở Bến Tre và hiện tại em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở quận mấy vậy Thảo? Dạ, em ở Bình Tân ạ. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Thi, sinh năm 1990, em quê gốc là ở Đồng Tháp. Nhưng mà hiện tại em đang ở quận 12 ạ. Quận 12. Em cũng có đang làm ở trường ở Bình Tân luôn. Trường gì? Trường Bình Hưng Hòa. Mình làm gì? Mình làm dạ công... em làm giáo viên dạy môn vẽ ạ. Trời ơi, vậy là hai người giáo viên ngồi đây luôn rồi. Vậy là khỏe rồi ha. Coi như mình vẽ cho nít coi cũng được. Dạ, có sự tương quan nhau, hai người cũng có học vẽ nhau. Rồi bây giờ mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì ưu điểm của em đó là em biết nấu được nhiều món ăn, biết lắng nghe, quan tâm và chia sẻ với mọi người. Thì đặc biệt là rất là trân trọng cái tình cảm gia đình. Khuyết điểm thì em hơi bị rụt rè trước những người khác giới. Mình quen với mấy em nhỏ nhỏ nhưng mà mình hơi e thẹn với người lớn, với người không quen. Cái này nó có cái cách để mình giải quyết vấn đề hết ạ. Dạ, con cũng đã từng học cũng tham khảo rồi cho nên con cũng có sự thay đổi nhiều hơn. Vậy có gì sau chương trình cái thầy hỗ trợ cho bạn ấy thay đổi cái khuyết điểm của bạn ấy nha thầy nha. Dạ ok ạ. Dạ. Còn rồi. Bên mình là ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm đầu tiên là con thân thiện và giúp đỡ mọi người, biết nấu ăn, hay thích sáng tạo những món mới. Còn cái khuyết điểm của con là con cũng hay nóng tính nhưng mà vẫn kiềm chế được. Con bỏ đi cho chỗ nào đó có cái không khí thoáng hơn rồi chút xíu lại là con. Tức là con mình nóng thường. Là mình biết mình nóng ha. Dạ biết ạ. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi. Dạ đối với đường tình duyên của con á, thì từ nhỏ lớn thì con không có quen ai nhiều, chỉ con có một cái mối tình đơn phương như là say nắng luôn á. Tại vì cái cô gái này hay giúp đỡ con rồi cũng như trong quá trình học á, nhưng mà con chưa có thố lộ với bạn này. Hiện tại bây giờ cũng là qua cái mức độ bạn bè thôi. Ví dụ như con khó khăn cái gì, alo cái là bạn đó giúp. Hay là bạn đó muốn giúp đỡ cái gì, alo cái con giúp lại. Giờ vẫn còn. Dạ, vẫn mối quan hệ bản thân thôi ạ. À. Dạ chào thầy. Dạ, ừ, chào thầy mình. Ơi, thầy cho học trò hỏi là mình đơn phương như vậy là bao nhiêu năm rồi? Nếu tính ra thì từ năm trung học phổ thông, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Thiệt là hết không? Dạ hết. Mình chưa thổ lộ với người ta. Dạ. Mình chưa biết người ta từ chối hay đồng ý mà sao mình biết là mình hết? Tại vì bạn đó thường hay chia sẻ nói thôi tôi có người yêu rồi, ông cũng nên tìm người yêu đi chứ ông mà cứ độc thân như vậy hoài thì cũng mẹ ông cũng lớn tuổi rồi cho nên còn cần phải có người để quan tâm chăm sóc cho mẹ ông thêm. Có nghĩa là hai người cũng nói chuyện hợp ý nhau lắm nhưng mà cái vấn đề về tình cảm thì không có tiến tới. Dạ không có tiến tới. Không thể tới. Dạ. Thế là bây giờ chị đặt trường hợp nếu như bạn đó trải qua nhiều cái cuộc tình, bạn ấy đi một vòng rồi bạn ấy mới phát hiện ra à cái người đó là cái người mà cảm thấy là chân thành với mình nhất, thì bạn đó đặt trường hợp với em thì em sẽ xử lý như thế nào? Tại vì tính của em cũng rất là rõ ràng, bạn là ra bạn, còn tình yêu là ra tình yêu, người yêu của mình là mình phải bảo vệ, phải chăm sóc. Rồi, ngon lành, chị Lan an tâm. Còn nhà gái, đường tình duyên sao? Bên đây là còn Trinh Nguyên đó. Yeah. Bên kia Trinh Nguyên thì bên em cũng rất là trong trắng, tại vì thực ra em cũng chưa có mối tình nào. Thôi hay vậy. Dạ thì lúc trước em cũng có tìm hiểu một vài bạn nhưng mà sau đó thì thấy nó không có phù hợp, không phù hợp cho nên mình kết thúc sớm luôn. Nay cặp đôi đồng trinh. Coi như là khổ trước mà sướng sau. Đúng, bây giờ khổ là trước cách... sướng sau thề mới giàu. Giàu trước sướng sau lại càng đau. À. Thôi nói vậy thôi, bài hát thôi mà. Ừ. Cũng buồn hơn ha.
Bây giờ này các bạn sẽ bắt đầu một cái hành trình yêu của các bạn nè. Nhiều khi ở cái tuổi này chín chắn rồi, cảm nhận cái tình yêu nó khác, yêu là hẹn chắc luôn, nó sẽ khác nữa, nó không bồng bột giống như ngày xưa. Rồi, em gái, bây giờ muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn thôi. Quan trọng là tính cách là phải là một người chín chắn, có công việc ổn định, biết quan tâm và chia sẻ, biết yêu thương và bảo vệ em. Rồi, bên này có đủ luôn. Bên này đủ, dễ thương. Bên này là cái gì cũng có hết trơn á, có chín chắn luôn. Đúng rồi. Điểm gì không thích ở đàn ông? Dạ, điểm không thích là lăng nhăng, cũng như là cái sự mập mờ ở bên đó. Cái điểm này khỏi phải lo bên đây. Dạ không, dứt điểm mà cái gì chắc chắn ở đó. Cái gì dứt điểm ở đó. Đây sát bên là còn lăng nhăng nữa. Yên tâm. Rồi. Dạ không, rượu chè. Dạ không ạ. Không có luôn. Có thuốc không trai? Dạ không. Cà phê, nước đá gì không có gì. Đỡ tốn kém dễ sợ luôn. Không ăn uống gì luôn. Dạ ăn uống thì vẫn bình thường. À quên quên, ăn uống bình thường chứ quên. Dạ. Rồi còn không thích gì nữa không? Dạ như đó đủ rồi. Vậy ngon rồi. Ngon lành. Nhà trai tôi 100% luôn rồi đó. Còn mẫu hình bạn gái sao, nói cho bà mối bà nghe. Dạ mẫu hình bạn gái của em thì rồi chiều cao thì khoảng 1m45 trở lên được ạ. Nói chung hai bạn này là nó giống như hai cái bánh răng vậy. Bây giờ ráp vô khớp chạy. Làm gì vận hành cái máy. Làm gì nói máy móc chi mệt. Hai mảnh ghép, hai nửa mảnh ghép đang tìm đến nhau. Thì tại vì tôi không có biết văn chương. Nói gì bánh răng, bánh xe gì. Thiệt, nói chung là nói như chung hai. Cái nồi đã có nắp. Nồi. Nói vậy cho nó gọn. Đó, đó, nói vậy đi. Ừ, vậy đi. Rồi. Okay. Có cái điểm gì mình không thích ở phụ nữ không cưng? Tóc thì nhộm vàng bình thường thôi, đừng có nhộm lè lẹt á. Trang điểm thì vừa được rồi. Ở dây được chưa? Dạ, chị Ngọc Lan là quá xinh đẹp ạ. Trang điểm với nhuộm tóc dạ, không? Không có, tóc ta tóc đen đàng hoàng. Bây giờ mình hỏi kiến người thân coi sao. Dạ. Rồi mình mở rào nha. Cô giáo đi với ai? Dạ em đi với các bạn đồng nghiệp. Dạ chào các cô ạ. Dạ xin chào chương trình. Xin chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Nói về Thảo đi ha. Thảo thì là người dân miền Tây. Cái đặc điểm mà nổi bật rất là chân thật. Chịu thương, chịu khó lắm. Ở bên đây lúc nãy bạn chia sẻ là có khoảng là bạn nóng tính. Thì bạn có thể yên tâm về cái khoảng đó. Vì Thảo rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào. Ở với một người như thế này thì bạn không có cơ hội để nóng tính đâu. Bạn trai bên đây thì rất là chân thật. Và thấy được cái sự nghiêm túc của bạn ngày hôm nay. Khi mà bạn đến, bạn chuẩn bị rất là chu đáo. Đến đây là đã một cái duyên rồi. Thì mình nghĩ là cơ hội đến rồi đó. Thì hãy nắm bắt luôn đi. Thì mong hai bạn sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm được cái hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Hay quá. Cô cảm giáo cô. Nói chuyện tuyệt vời luôn. Thật ra với những cô giáo mầm non thì Quyền Linh là nhiều người rất là yêu quý, trân trọng và thậm chí là rất là thương luôn. Bởi vì luôn luôn giữ con của người khác. Mình như một người mẹ hiền vậy, chăm sóc từng ly từng tí luôn. Cảm ơn nhiều. Bây giờ thì em đi với ai? Dạ em đi với anh họ, anh họ. Anh họ. Rồi, chào anh họ. Chào anh ạ. Lời đầu tiên em chào quý vị khán giả, chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Ý của em cũng như là ý của bạn bên nhà gái thôi. Hai bạn có cơ hội, nắm bắt cơ hội và trao nhau cơ hội. Dạ hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn. Ngắn gọn thôi. Nắm bắt cơ hội là được. Dạ. Bây giờ mình mở rào. Mở rào thôi. Cho các bạn nắm bắt cơ hội, trao nhau cơ hội nha. Mở rào. Mời thầy, mời cô. Dạ, mình chào bạn ạ. Dạ, chào. Dạ, gửi cho bạn một món quà. Dạ, cảm ơn. Em cũng có món quà gửi cho. Dạ, cảm ơn bạn. Em đi, ta nó kêu bằng anh mình. Em nên đọc cái bài này trên sân khấu đi, nó sẽ hay. Tại vì cái này là tự anh sáng tác luôn á. Dạ, vậy em đọc. Dạ, hay đọc từng trang nó sẽ có cái cảm giác khác nhau á. Mình dơ lên cho khán giả xem luôn nào. Đưa đây chị Ngọc Lan phụ cho. Một cái cuốn sách handmade do thầy làm tặng cho cô giáo. Đây, rất là dễ thương. Rất là mầm non. Cà phê nha. Đây, xem phim nha. Màu tím là xem phim nha. Có hôn nhau không? À chưa, đi du lịch nha. Rồi, đây là hello, chương trình bạn muốn hẹn hò. Dễ thương lắm, em đọc đi. Dạ, hello chương trình bạn muốn hẹn hò. Bạn gì ơi, mình cho nhau cơ hội nha. Cho Thi xin số điện thoại hoặc số Zalo nha. Thi muốn nấu nhiều món ngon cho bạn thưởng thức. Phòng mong đợi.
Phòng anh chiếc bóng một mình, tìm người thương cảm, kết thành lứa đôi, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, những khi giá lạnh, những hồi thu đông. Đêm đêm bầu bạn ấm nồng, gói triều chăn ấm, tơ đồng kết nhau. Kết nhau nên nghĩa trầu cao, thủy chung son sắc, đượm màu yêu đương. Yêu đương tợ nghĩa, mến thương, trao người thương mến tận tường ai ơi. Ai ơi, anh tơ mấy lời, mãi mong tình đẹp trọn đời bên nhau. Dễ thương quá. Trời. Nếu mà mình có một trải qua một giai đoạn nữa thì mình sẽ tiến xa hơn tình bạn. Và cuối cùng mình sẽ đi ăn, rồi đến gia đình với nhau. Bây giờ cô giáo, mình hát tặng lại cho thầy giáo cái gì đi, cho nó tình cảm đi. Đến chương trình thì em cũng tặng cho bạn trai cũng như là chương trình một đoạn nhỏ. Xuân xuân về, đôi lứa mừng vui, xuân lên chùa ước nguyện tình riêng. Mong ngày sau duyên sẽ nên đôi, anh và em sống bên nhau suốt đời. Dạ anh có thể mở cái món quà ra. Dạ món quà của em thì chỉ là một cái cây quạt thôi. Thì quạt như là tạo ra gió và em cũng giống như nó là sẽ thổi vào anh một cái luồng gió mát cho cuộc đời của anh. Cảm ơn món quà của em rất là có ý nghĩa. Ở đây thì mình đến cái chương trình này là một cái duyên. Mọi thứ nó đều đã có sắp đặt sẵn rồi. Thì mình chỉ cần là gặp đầu nhau và để tìm hiểu nhau nữa là được. Qua cái thời gian tìm hiểu thì không biết là em sẽ dự định bao lâu mình sẽ tiến tới và lập gia đình. Thời gian thì nó cũng không phải là quan trọng lắm, mà nó quan trọng là việc mà cái tiến độ tình cảm nó đi tới đâu. Đúng rồi, nó đúng có rồi. Nhanh hay chậm. Dạ đúng rồi. Mình có tìm hiểu kỹ hay chưa. Dạ. Rồi mình mới tiến tới không nha. Rồi bây giờ thầy bước tới, nắm tay cô giáo, nói những cái suy nghĩ của mình, cảm xúc về cô giáo thế nào. Anh đây là cũng là 30 mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên được nắm tay bạn nữ luôn. Hy vọng là chỉ còn có gật đầu đồng ý nữa thôi. Mình yêu nhau được không? Dạ. Thì em nghĩ tới đây cũng là duyên rồi, mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi ok. Thứ bảy chủ nhật có thể rảnh để hẹn hò nhau được không ạ? Dạ thì em thấy bận thì cũng bận cái thời gian mình đi dạy thôi. Còn buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật thì rất là rảnh. Rồi, về chỗ nào? Cặp đôi này không bấm, tôi đè tôi bấm luôn đó. Đúng rồi đó, thôi bây giờ là không có nói năng gì nữa hết trơn. Đếm một. Một, hai, ba. Bây giờ chính thức mình hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Xin hai bác cho con ôm Thảo một cái. Dạ, xin hai bác ạ. Dạ. Coi cho con ôm bạn ạ. Đúng. Cho mình ôm. 30 mấy năm đó, chắc vô. Đứng nguyên, đứng nguyên, đứng nguyên. Sao tôi nhớ hồi xưa lúc mới yêu nhau quá trời, nó kiểu thẹn thùng, chặt chút xíu coi sao đứng chứ. Thầy thấy thôi, sao thầy? Thôi ngại. Hả? Cô giáo ngại. Có nghĩa là mình đi hẹn hò nhiều hơn nữa để tìm hiểu cho nó rõ. Đúng rồi. Chúc cho thầy cô giáo sớm tìm được tiếng nói chung và sớm về chung một nhà, ăn cơm chung một mâm, thổi cơm chung một nồi, ngủ chung một giường. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một giữ món quà này để nhớ mãi. Dạ dạ. Giữ cái hình này nhớ luôn. Cái này để em về em sẽ... Đừng có xóa nó. Dạ, có nghĩa là mình sẽ chỉnh chu hơn. Đúng rồi, bổ sung vô thôi. Dạ. Bởi vì nó là một niềm không bao giờ quên được nha. Dạ dạ. Rồi, chúc cho thầy cô hạnh phúc. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chị nghe coi. Không thích ở cái thái độ quá gắt thôi. Em nghĩ không, sao dạy mầm non mà gắt. Dạy mầm non đâu có gắt gỏng được. Không có dám gắt đâu. Nè không tin hỏi mấy cô giáo dưới đúng không các cô? Đó. Ủa đây với cô giáo không hả? Tôi nhìn hình thôi là tôi nhìn vô đây tôi đoán được hình nền. Dạ thì đây em cũng xin phép nhận xét nhà gái là rất là đầm thắm, dịu dàng, rất là phù hợp với Trình. Thì Trình là dân kỹ thuật đó, nên khi tiếp xúc với nữ giới á, thì cũng hơi nhút nhát một chút, nhưng mà rất là hòa đồng và vui tính. Thì hy vọng là bạn Hiền sẽ cho Trình một cơ hội. Bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Về anh chắc anh nhường em giữ luôn. Vậy là em giữ đúng không? Ê, tôi suy nghĩ kỹ nha. Anh có cần suy nghĩ lại không ạ? Nói là dính luôn rồi đó. Người ta nói phụ nữ tay hòm chìa khóa. Nhà trai,
Rồi ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Trước hết là em chào MC Quỳnh Linh, rồi MC em. Ngọc Lan với bạn nữ bên kia. Em tên Đoàn Ngọc Trình. Đoàn Ngọc Trình. Dạ, em năm nay 30. Dạ, em là làm artist 3D, tức là đồ họa 3D ạ. À, đồ họa 3D. Dạ. Quê Trình ở đâu? Dạ, em thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Đó lý lịch trích ngang của nhà trai đó, nhà gái. Rồi, nhà gái đã nghe rồi, bây giờ hãy nghe lý lịch trích ngang của nhà gái nè. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào bên nhà trai ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Thị Thanh Hiền. Năm nay em 25 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên mầm non. Và em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Điểm mạnh, điểm yếu của nhà trai là gì? Điểm mạnh của em là em cũng biết nhiều về kỹ thuật, về máy tính, với vẽ, cũng biết chơi thể thao. Còn điểm yếu thì em cũng căng thẳng quá thì em hút thuốc. Căng thẳng quá hả? Dạ. Dạ, là nếu mà bạn trai mà có hút thuốc á thì có thể là hút ít hơn thôi chứ, tại vì em cũng không có nghe được cái mùi thuốc. Rồi bây giờ mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng. Dạ, điểm mạnh của em á thì là em rất là vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng với mọi người xung quanh. Điểm yếu của em á thì là em cảm nhận riêng của mình á thì là do là em dễ bị cảm xúc, dễ bị chi phối bởi cảm xúc, và khi gặp một cái vấn đề gì đó của bạn bè thôi thì em cũng sẽ dễ bị trải lòng theo. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Em có hai mối tình. Một mối tình đều kéo dài khoảng 2 năm. Dạ, nhưng mà do là không tìm được tiếng nói chung với quan điểm chung á thì tụi em cũng kết thúc trong êm đẹp và trở thành bạn của nhau thôi. Dạ. Hai mối tình nói càng ngày càng nhỏ vậy. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Muốn mẫu hình lý tưởng thế nào nè, cô giáo? Dạ, mẫu hình lý tưởng của con là bạn trai ưa nhìn một xíu, cao hơn con một xíu. Có cái công việc nó ổn định. Rồi. Và cũng biết quan tâm chia sẻ với con. Dạ. Để chị qua chị kiểm tra coi nhà trai cao to không nha. Dạ. Cao đó em, cao. Ngon. Cao chứ. Ngon. Rồi bây giờ mình tình trường của mình sao, mình kể sơ sơ cho chị nghe coi. Dạ, em thì chỉ có một mối tình ạ. Dạ, bạn là cùng cấp 3 rồi lên đây rồi bạn về lấy chồng rồi. Cái mối tình nó mấy năm? 5 năm thôi. 5 năm hả? Vậy thì bây giờ tiêu chí mình chọn bạn gái là gì? Tiêu chí của em là hiền lành, dễ thương với chịu khó. Ngoại hình thì 1m55 trở lên là được. Ngon, hơn luôn. Dạ. Hơn. Dạ, ưa nhìn là được. Dạ, vậy vậy. Gì nữa? Nhìn một cái là ưa liền. Dạ. Chị hứa luôn á. Rồi có cái gì, điểm gì mà mình không thích ở con gái không? Để chị nghe coi. Không thích ở cái thái độ quá gắt thôi. Em nghĩ không, sao dạy mầm non dạy mà gắt. Dạy mầm non đâu có gắt gỏng được. Không có dám gắt đâu. Nè, không tin hỏi mấy cô giáo dưới đúng không các cô? Dạ. Đó. Ủa, đây với cô giáo không hả? Tôi nhìn hình thôi là tôi nhìn vô đây tôi đoán được hình nền. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi người thân nha. Vậy giờ mình sẽ hỏi nhà gái trước. Đúng không em? Chị đoán vậy đúng không? Dạ, rồi, đúng. Người nhà của em đúng không? Dạ, là người nhà. Rồi. Dạ, chào các cô ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nhã Trân, là đồng nghiệp với em Hiền. Thì em thấy là bạn trai bên đây là rất là dễ thương, Hiền. Thì thấy là Hiền cũng nên cho mình một cơ hội để làm quen với bạn bên này. Thôi bây giờ mình chuyển qua bạn trai đi, nhà trai đi với ai? Tôi ngứa ở cái ông Mai gì dữ lắm rồi đó. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ, đi với anh họ. Dạ, em chào MC Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Và các khán giả ở đây và nhà gái ạ. Em là Huy, là anh họ của Trình và sống từ nhỏ với Trình. Thì nhà bố mẹ đang rất là ngóng nàng dâu. Dạ, thì đây em cũng xin phép nhận xét nhà gái là rất là đầm thắm, dịu dàng, rất là phù hợp với Trình. Thì Trình là dân kỹ thuật đó, nên khi tiếp xúc với nữ giới á, thì cũng hơi nhút nhát một chút, nhưng mà rất là hòa đồng và vui tính. Thì hy vọng là bạn Hiền sẽ cho Trình một cơ hội. Để hai người tìm hiểu nhau thêm. Trình là dân kỹ thuật đó, hay làm việc một mình đó,
nên hay hút thuốc, hy vọng có bạn Hiền thì đó, hai người sẽ đi chơi nhiều hơn và hạn chế và bỏ luôn cũng được. Dạ. Ông anh nói vậy, ông anh dễ thương ghê. Dạ. Phải học tính ông anh nói được, đi cô gái phải học được. Mai mốt á là cô giáo mua trà sữa cho nó hút, cho nó quên hút thuốc. Nha. Rồi, bây giờ cho hai bạn gặp mặt nha. Mở ra. Tới công chuyện luôn. Tặng bạn trước. Tặng bạn trước. Em cũng có muốn tặng mình nói gì đi chứ không ra đưa. Cái món quà của em tặng cho anh á thì là một cái móc khóa ly trà sữa. Thì nãy như chú Quỳnh Vinh có nói là em rất là thích trà sữa. Và em cũng là hy vọng là cũng những cái lúc mà anh áp lực về công việc á thì cũng sẽ là thay đổi cái sở thích, cũng giống như em là sẽ thích trà sữa hơn là hút thuốc. Dạ. Yeah. Cảm ơn em rất nhiều. Yeah. Em xin phép được quả này các anh. Dễ thương quá, em cầm ra luôn. Món quà nhà kỷ niệm hai người gặp nhau như có mất cái duyên nữa. Hình như nhà trai tôi hơi hồi hộp run, nó nhỏ quá. Bây giờ nhà trai đứng lên, dân thể thao mà, đứng lên, phải không? Giờ hít đất cho nó nóng máy lên này. Nào, cho người ta chứng minh rằng là nhà trai mình khỏe mạnh đó. Coi chừng cái mặt nha, thấy không, nổi nữa thôi nha. Được không? Ổn không? Thôi thẻ rồi, được rồi. Đó. Ổn chưa? Dạ rồi. Đó. Vậy là thoải mái lên nha. Dạ vâng. Rồi, bắt đầu câu chuyện đi Trinh. Hiện tại bạn đang ở quận mấy? Dạ, em hiện tại đang ở thành phố Thủ Đức. Thì nếu mà có gì gặp nhau thì mình sắp xếp được, cũng gần. Dạ, hiện tại là anh, hồi nãy anh nói anh ở đâu? Em run quá nên là em cũng quên mất. Mình cũng run quá, mình quên luôn. Thôi nghỉ luôn đi. Bây giờ mới hai bạn nào quên sao vậy? Hai bạn có cần anh trai với lại các cô lên đây nói giùm không? Chứ hai bạn quên hết rồi. Cảm nhận về anh như thế nào với em? Cảm nhận đầu tiên của em á thì là bề ngoài của anh thì rất là gọn gàng và tươm tất, và cũng có hơi cái vẻ hơi nhút nhát và hiền một xíu. Em không biết là cái công việc của anh á thì mình làm việc là có giờ rõ ràng không hay là như thế nào ạ? Giờ của anh thì nó cũng rõ ràng là giờ hành chính thôi. Thế nhưng mà có những cái file ở ngoài thì mình làm thêm gì đó thì mình thường là mình thức đêm mà. Nhưng mà đa số là cũng có thể sắp xếp được thời gian. Bây giờ á là em gái hỏi nè, bên nhà trai á là làm 3D đó. Dạ. Tiếp xúc 3D, chữ 3D hay ảnh hưởng lắm á. Coi chị. Không đâu anh Quỳnh Linh. Có không? Bà em cũng men lắm á. Hả? Em cũng men lắm à. Chứ không. Ủa ngày nó ôm cái máy không 3D suốt vậy đó. Với lại là cái kế hoạch tương lai của anh á, khi mà anh muốn tìm một cái đối tượng á thì cái kế hoạch tương lai của anh sẽ là như thế nào với bạn nữ? Anh là mình tìm hiểu trong vòng 6 tháng đến năm thôi. Là tầm đó là mình có thể cưới rồi. Và khi mà ví dụ mà mình có tiến xa hơn á thì không biết là anh vẫn ở đây làm việc hay là mình phải về dưới ở? Cái đó thì chắc là đến lúc nào mà em bấm nút đi rồi anh sẽ nói cho. Công việc nhà trai rất đơn giản, em chỉ bấm nút đi, em chỉ dọn đủ chỗ để máy vi tính thôi. Với chỗ ngủ nè. Dạ. Là bạn ấy lo hết. Bởi vì nghề này đơn giản, chỉ có máy vi tính thôi, bạn ấy sẽ làm được tất cả mọi thứ. Yeah. Thế giới trong tay của bạn ấy, 3D trong tay bạn ấy luôn. Yên tâm nha. Hiện tại thì em cũng có để dành được một ít và có sự hỗ trợ của gia đình. Thì nếu bạn đi cùng với mình nữa thì là bọn mình xây dựng một gia đình. Có một điều này là không biết là anh có biết nấu ăn hay không. Được, nhưng mà em có dám ăn không mới là quan trọng. Dạ, cố gắng ăn là sẽ được. Anh thì rất thoải mái luôn đó. Anh thì rất thoải mái. Em có dám ăn không? Nhưng anh cũng nấu tương đối được, nhưng mà không có nhiều món thôi. Bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Anh nhường em giữ luôn. Vậy là em giữ đúng không? Ê, tôi suy nghĩ kỹ nha. Anh có cần suy nghĩ lại không ạ? Nói là dính luôn rồi đó. Người ta nói phụ nữ tay hòm chìa khóa.
Rồi bây giờ hai bạn có muốn gần nhau thêm một chút để mà cảm nhận về cái cảm giác của nhau không? Dạ muốn. Tới công chuyện luôn, tới luôn. Muốn thì đứng dậy, hai bạn đứng dậy, chúng ta tiến lại gần nhau. Rồi, các bạn cảm nhận về đôi bàn tay đó nó như thế nào? Cảm giác đầu tiên là mình thích cái tính của bạn là hiền lành, dễ thương, mới là mẫu cái mẫu người gái, bạn gái của mình rồi. Bạn cũng có ngoại hình rất là xinh xắn nữa. Tim mình nó loạn quá nên là mình cũng không nói được cái cảm xúc mình, mà mình thấy vui, hạnh phúc. Cái tay của anh thì rất là ấm. Dạ, và em cũng thích cái người con trai là ấm áp một xíu, nhẹ nhàng tình cảm với em một xíu, và cũng phải biết chia sẻ với công việc của em, do là cái công việc của em đôi lúc nó cũng sẽ rất là áp lực. Dạ. Hát liền, hát bài liền. Mạnh mẽ lên. Để anh hát một bài cũng được ha. Dạ, có vẻ hơi dở nhưng mà em là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió làm trái tim anh. Anh quên. Hay à? Bài ta tôi hát hay á. Em cũng hơi run nên là chắc em hát tặng anh một bài về mầm non. Ba ngọn nến lung linh. Hát bài khác thôi. Dạ. Ba ngọn nến lung linh. Dạ. Ba ngọn nến lung linh đó cũng ý nghĩa. Ừ, được. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. La 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 la, thắp sáng một gia đình. Hay quá. Rồi. Rồi, chúng ta về ghế. Mình hãy làm theo nhịp tim của mình, làm theo suy nghĩ của mình, bởi vì đó là hành động của mình và hãy có trách nhiệm với hành động đó và quyết định bằng chính mình các bạn nhé. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Đó, chính thức mấy cô khỏi phải lo nữa, có người này lo. Nào, hãy nắm tay nhau, hand in hand đó. Trời, cặp đôi này rất là xứng với nhau luôn. Bây giờ cô giáo ở đây nhưng mà gia đình cô giáo đang ở nhà theo dõi chương trình. Bây giờ mình nói là thưa hai bác, thưa gia đình của bạn gái mình. Cháu chào bác gái và bác trai. Hiện tại thì bọn cháu là thành đôi, thì có cháu sẽ chăm sóc bạn. Bạn tên gì? Tên gì á, không phải ác á. Hiền ạ. Nói lời. Dạ, cháu chăm sóc bạn Hiền đến suốt cuộc đời. Có nhớ anh tên gì không? Dạ đúng quá, cũng à? Quên mất rồi. Trình, Trình. Anh Trình. Trạng Trình đó. Dạ. Bắt đầu từ bây giờ không được quên nữa nha. Dễ thương ha. Dạ. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Dạ. Em cố lên nào. Cố lên làm trai nha. Rất dễ thương. Ok, nào. Dạ, cảm ơn chị. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì Ngọc Lan của Linh xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Hết nhiêu tiền? Không có hết mà, dụ như em làm tháng nào cái cổ hay rủ em đi mua sắm này sắm kia. Tôi sắm hết tiền về hoài đó hả? Dạ. Sắm được năm không? Hơn năm luôn. Trời, tội nghiệp không? Trời, tội nghiệp vậy trời. Đồng Tháp lên nhiêu tiền? Là 300. Là đi thôi đó hả? Dạ. Chuẩn bị trong túi hay nhiêu? Đủ đi đủ về mà. Là 600 thôi hả? Dư luôn, mấy triệu lận. Mấy triệu lận? Mấy triệu qua khỏe. Người ta đi, người ta đem tới mấy triệu lận. Cái chương trình tạo mình đến đây là một cái duyên. Thì ở trên đây thì mình không có thể nào nói hết nên lời được. Đúng rồi. Mong rằng nhau cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh để mình đi hết cuối cuộc đời này. Dạ. Anh hứa sẽ thương yêu em và chăm sóc em bằng tất cả những tấm hành của anh dành cho em. Xin phép được mời nhà gái ạ. Mời nhà trai. Mời đi em trai.
Bây giờ nhà gái sẽ giới thiệu mình trước nha. Em xin chào chị Ngọc Lan, xin chào MC Quỳnh Linh với bạn nam bên đó và tất cả mọi người ngồi trong trường quay này. Em tên Nguyễn Lê Như Ý, năm nay em 33 tuổi. Em đến từ thành phố Cần Thơ, hiện em đang làm nhân viên văn phòng của công ty Tích Quan Cần Thơ luôn. Mình lên đây khi nào? Mình lên đây lên hồi sáng, 5 giờ đón xe lên đây. Rồi, mời em trai. Dạ, em tên là Nguyễn Nhân Tài, hôm nay 33 tuổi, đến từ Đồng Tháp. Em làm gì ở Đồng Tháp Tài? Dạ, em làm hàng cơ khí anh. À, em cũng mới đón xe từ Đồng Tháp lên luôn hả? Dạ, đi hồi phía. Hồi phía luôn? Dạ. Lúc mấy giờ? Đi lúc 2 giờ sáng. Trời ơi, tội nghiệp ông bên kia đi ha. 5 giờ đi 2 giờ hả? Ưu điểm, khuyết điểm của nhà gái là gì nè? Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, sắp xếp nhà cửa và em khi mà em mà muốn mà làm cái việc gì đó, cho dù là đối với bạn bè hay là công việc gia đình hay là gì, là em phải dứt khoát để em phải làm cho được thành công. Còn khuyết điểm của em là nhút nhát, cục về trước đám đông, tại vì cái môi trường làm việc của em thì ít tiếp xúc, em hơi nóng tính, thiếu kiềm chế lại. Lúc là mình nóng tính thì mình ít kiềm chế lại được. Cái lần mà mình nóng tính nhất là mình làm cái gì? Là giống như mình hơi bực bội, ví dụ như mình làm chuyện gì đó không thành công, thất bại, hoặc là mình chưa có làm hết cái khả năng của mình và mình thất bại chuyện đó thì em hơi bực trong lòng vậy đó. Đó là mình chỉ bực ở trong lòng thôi chứ không phải là mình nóng tính rồi mình la người này la người nọ. Đúng vậy. Tưởng nó nóng tính rồi quýnh người ta luôn chứ. Dạ không. Thôi mời Tài, tôi điểm khuyết điểm là gì? Dạ, điểm mạnh của em là không hút thuốc, biết nấu ăn, sống tự lập. Môi trường này em sống được. Rồi, sống tự lập luôn. Dạ. Ở nhà đó là ở dưới quê đó là ở với ai? Em ở với ai? Dạ, ở chung cha mẹ, nhưng lúc trước em đi làm kia đó anh, em cũng sống tự lập này kia. Có mình ba mẹ thôi hả? Dạ. Vậy là em là con một hả? Dạ. Còn bên kia là gia đình đông không em gái? Dạ, em cũng con một luôn anh ơi. Rồi, hai đứa con một luôn, khỏe re. Tại đường tình duyên mình sao em? Được hai mối tình tìm hiểu và một mối tình đơn phương anh. Tìm hiểu được một năm vậy đó mà chia tay này, một mối tình thì 6 năm, một tình 4 năm mà. Tôi có sâu sắc hơn sao? Dạ, cũng đang tìm hiểu mà người ấy từ chối em á. Sao từ chối tội nghiệp vậy? Lừa gió tình mày, lừa gió tiền đó. Trời ơi, hết nhiêu tiền? Không có hết mà, dù như em làm tháng nào cái cổ hay rủ em đi mua sắm này sắm kia. Tôi sắm hết tiền về hoài đó hả? Dạ. Sắm được năm không? Hơn năm luôn. Trời ơi, tội nghiệp không? Trời ơi, tội nghiệp vậy trời. Đường tình duyên của mình sao cưng? Em có quen một bạn nam, bạn trai thì lớn hơn em 3 tuổi. Là trong quá trình mà mình đi làm thì sẽ được làm giống như là giới thiệu bạn bè quen biết, thì mình tìm hiểu được một năm thì em thấy cũng không có kết quả gì. Với lại tình cảm của người đó thì không có nghiêm túc. Nói chung là mình quen người đó mình có cảm giác như là sẽ không có đi đến một cái kết quả hôn nhân gì tốt đẹp, cho nên em tự rút lui chia tay luôn. Nói chung là tới giờ em cũng không có quen. Bây giờ là mình đã sẵn sàng để mà mình đón chờ một cái câu chuyện mới chưa? Mới. Dạ, sẵn sàng. Mẫu hình mà mình mong chờ ở một cái người đàn ông sắp đúng tới rồi của mình. Tại vì tánh của em thì sống nội tâm, cho nên em thích bạn trai em phải là hiền lành, điềm đạm, nói chung là có trách nhiệm với gia đình, chứ đừng có gia trưởng hút thuốc với lại chồng chú vợ tôi đó anh. Rồi nói chung là thiếu tôn trọng phụ nữ á, là em không thích. Bên đây hiền lắm, chắc không có gia trưởng đâu ha Tài hả? Dạ không anh. Bên đó cũng không có hút thuốc luôn. Còn gì nữa không? Vậy đơn giản bên đây đáp ứng được nhu cầu đó không Tài? Dạ được. Được. Rồi em muốn tìm người yêu sao? Nói luôn. Biết cô bác người lớn á, hiền lành kia là chung thủy với nhau. Đi thôi đó hả? Dạ em rung quá. Giờ rung dữ không? Dạ em rung. Đi từ dạ, lúc trai. Dạ chào nhà trai. Dạ. Sao rung? Như hồi đó giờ không có ngậu tới nó đông gì, ngậu trúng đông thì em ngại em rung. Không rung thiệt. Rung thiệt. Có cái điều gì mà không thích ở bạn gái? Em không thích gái xăm mình với sống ảo á chị. Sống ảo là sao? Cái bền á. Như Facebook mà hay đăng nói này nói kia nó không có đúng cho thật á. Có bên đây không có đăng nói, nó không có nói gì hết trơn, trời, người ta chỉ nói công việc thôi. Lâu lâu người ta viết mấy câu mà thơ thơ thôi chứ. Bên kia xài app không á? Có, tôi là không có sống ảo, là tôi là lâu lâu chỉ viết một vài câu thơ, ví dụ như iPhone thì em có nhưng mà ai đó thì em chưa. Đó, chỉ có đó, vậy thôi đó. Chứ đâu có gì đâu. Đúng không? Có xăm mình không cưng? Dạ không. Dạ không, đó rồi xong. Bên mình đây có sống ảo không? Dạ không luôn. Không rồi. Có luôn. Coi nè, thấy mua quà tặng bạn gái nó nhỏ bé quá hả? Này mua đâu vậy? Hồi sáng em đi lưu bu sẽ lạc đường, anh đi chuẩn bị không kịp cái chương trình cho em mượn. Trời đất ơi, thấy thương không? Thấy thương. Trời đất ơi, rồi em tặng cho anh ta rồi em mượn rồi sao? Em mua khác anh trả lại. À, mua khác trả lại nha. Dạ. Rồi lên mình đi xe đò đúng không? Đồng Tháp lên nhiêu tiền? Là 300. Là đi thôi đó hả? Dạ. Chuẩn bị trong túi bao nhiêu? Đủ đi đủ về mà.
là 600 thôi hả? Dư luôn, mấy triệu lận. Mấy triệu lận? Mấy triệu qua khỏe. Người ta đi, người ta đem tới mấy triệu lận. Tính tình có hay nóng nảy không vậy? Dạ không, nói chung em cũng dễ chịu lắm. Dễ chịu không? Có hay quýnh lộn không? Không không. Vì sao tôi thấy mẻ cái răng? Cách đây tới 6 tháng nha anh chị. Khi ở sớm em nó cũng quýnh lộn á. Một người thì có rượu, một người không có rượu á. Nói này nói kia, cái ông không có rượu, ông nóng vô, ông quánh ông kia hay gì, thấy nghiệp. Ông xỉn rượu nhỏ con quá, ông vô ông can. Càng xong thục thục chỏ quánh ông kia, ông né trúng mặt em để gãy nửa cái răng nè. Thôi được rồi, chắc hai đứa nó cũng dưới quê lên, không có ai mùa này dịch giả không ai lên đâu. Thôi thôi mình làm mai luôn, mình mối luôn đi ha. Rồi lên mình đi xe đò đúng không? Dạ. Miễn sao hai đứa đến nhau được rồi. Mở rào đi. Không hỏi ai hết luôn. Không có cần hỏi ai, đâu có ai để đâu hỏi. Ờ à, đúng rồi, đâu có ai đi chung mà quên. Mở rào. Cười chảy nước mắt luôn á. Rồi, hít thở sâu vô. Bớt gung chưa? Dạ bớt rồi. Bớt gung, đó. Bạn ý bên kia nha. Rồi bước tới. Em tặng anh cuốn nhật ký. Phải nói rõ ràng cái lai lịch đó sao, con coi cái quà tặng gì đó cho người ta nghe. Nó là tuy là món quà này anh mượn nhưng mà cả tấm lòng của anh đó. Muốn nói đi. Có gì đó. Em tính đi sớm mà mua, nhưng mà là do là đi lạc đường á. Rồi cái chương trình tội nghiệp, chương trình cho mượn. Nhưng mà cái đó là tuy thằng nhỏ nhưng mà tấm lòng anh bự hơn cái này. Sao rồi anh? Còn món quà đó thì em mua ở Cần Thơ đem lên. Giống như cuốn nhật ký thì anh có thể viết. À, cảm ơn nha. Rồi. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Thuộc câu sao không? Thuộc. Sao? Ai đi tới đó lòng không muốn về. Đúng rồi. Hả? Tài thấy sao? Thấy ý sao? Dạ thấy ý cũng dễ thương, ngoài sức tưởng tượng của em. Còn ý thấy Tài sao? Dạ thấy anh cũng dễ nhìn. Chứ ta nếu mà miệng mồm này kia là nói không đồ của em mua này kia thấy không? Rất thật tình luôn, chính ra là chúng ta đang cần những người thật tình thế này nè. Dạ. Rất là thật luôn. Tuần gặp mấy lần ở đâu, hẹn hò sao, nói cho như ý biết đi. Dạ thì ví dụ như công việc của em thì như chủ nhật được nghỉ, trước mắt là như chủ nhật kia đó. Dạ. Nếu mà tình yêu đủ lớn thì có thể em đi gặp nhau gì hơn vậy đó. Cũng em làm cũng nghỉ ngày chủ nhật. Em đang làm ở Cần Thơ luôn hả? Dạ đúng rồi. Tại vì em thì hồi đó em cũng muốn đi làm xa lên thành phố Sài Gòn này, em cũng thích lắm. Nhưng mà cha mẹ em nói ở dưới quê nhà mình thì nhà cửa có sẵn rồi. Mà với Cần Thơ thì công ty cũng nhóc, có trên đấu thua gì Sài Gòn đâu. Thành ra là cha mẹ em có cho em đi làm xa, cứ sống rồi mình sinh hoạt, có nhà cửa thì mình làm. Mặc dù là lương thì nó cũng không có cao với thành phố, nhưng mà nó ổn định cho mình là được. À, em hỏi anh là, ví dụ như anh cũng con một giống như em rồi, cha mẹ anh có cái vấn đề làm dâu không? Nói chung cha mẹ anh cũng dễ, nhưng mà anh nói dù hai đứa quen nhau thì sau này ở đâu cũng được. Ví dụ như ở bên vợ hay là ở bên này cũng được, như lâu lâu về thăm ba mẹ gì đó. Có con cái thì đưa cho mẹ giữ, lâu lâu mình thăm con, về thăm ba mẹ cũng được. Ngon luôn. Chưa gì giao con cái cha mẹ giữ rồi đó. Tính nhanh ghê không? Rồi tương lai á, là thí dụ giờ á, nhà gái có thể bắt rễ được Tài về đó ở được luôn không? Dạ được anh. À. Dạ. Ý có thể về được không? Dạ được, thì bên nào cũng con một hết, thì bây giờ mình phải xẹt qua xẹt lại. Tại vì chủ yếu là chăm sóc cho cha mẹ sau này già. Hay là giờ mình gom mình cũng đâu có anh em gì để nhờ cậy đâu. Thành ra là cặp gia đình thì lập gia đình, chứ thì mình cũng phải tới lui cha mẹ đôi bên để chăm sóc, chứ không có bỏ cha mẹ được. Cái đó là ý nghĩ quan niệm của em. Rồi giờ Tài hỏi đi. Anh với em thì cũng có tuổi rồi, như em định giờ nào mới? Em thì tìm hiểu là phải từ nửa năm cho tới một năm thì em mới có thể trả lời được. Tại vì khi mà em tham gia chương trình này là thật lòng em nói là chỉ là một cái bước đầu tiên là cho cơ hội thôi. Em còn đi làm công nhân tá anh, nhưng mà em cũng gắn dự định làm có vốn khi mình mở cái tiệm nhỏ của mình làm riêng cho mình vậy đó. Bây giờ nè, Tài đứng lên hát cho ý nghe đi, giao lưu cho nghệ chút coi nào, thoải mái vô. Anh hát Tài đi mấy câu. Hát bài cái tựa em quên rồi. Giống như cái chủ đề gặp hôm nay đi ha. Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết
nhau. Có lẽ ông trời mắt ta phải mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm êm, chỉ còn một cách em chỉ bằng lòng quen anh. Cả thế giới này không ai em bằng anh, cả trái đất này không ai em bằng anh. Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em, ôm lấy em từng đêm. Hết à? Dẫn nắm tay nhau thấy bạn gái sao nói nè, trong lòng mình nghĩ sao về bạn gái nói đi. À, em nhìn bạn gái rất dễ thương. Em thích. Cảm ơn anh. Thích rồi, nói thật, đi. Thích rồi đó. Cái chương trình tạo mình đến đây là một cái duyên. Thì ở trên đây thì mình không có thể nào nói hết nên lời được. Đúng rồi. Mong rằng nhau cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh để mình đi hết cuộc đời này. Dạ. Anh hứa sẽ thương yêu em và chăm sóc em bằng tất cả những tấm hành của anh dành cho em. Bây giờ thì chúng ta có thể trao đổi vui vẻ với nhau, nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra một lượt nữa xem. Nếu không thích, chúng ta đừng bấm, để cái duyên đó cho người khác. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Rồi, đứng ra đây. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau được rồi đó. Nắm bên này. Nắm đúng không? Dạ nắm rồi nè. Có bàn nè, vậy nè, vậy nè. Đó. Thấy sao Tài? Dạ thấy ấm áp và hạnh phúc anh. Giờ bớt rung chưa? Dạ rung, tại vì em sợ còn bấm thì em rung thì hết rung rồi. Hay lắm. Đây sẽ là những món quà dành cho hai bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT. Rồi, rồi, xin được cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn. Cảm ơn anh. Rồi. Về Cần Thơ nha Tài. Dạ. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay hai cặp đôi họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng tất cả mọi điều may mắn, hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Và bây giờ thì Quyền Linh, Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chị nghe coi. Không thích ở cái thái độ quá gắt thôi. Em nghĩ không, sao dạy mầm non dạy mầm non đâu có gắt gỏng được. Không có dám gắt đâu. Nè không tin hỏi mấy cô giáo dưới đúng không các cô? Dạ. Ủa đây với cô giáo không hả? Tôi nhìn hình thôi là tôi nhìn vô đây tôi đoán được hình nền. Dạ thì đây em cũng xin phép nhận xét nhà gái là rất là đầm thắm, dịu dàng, rất là phù hợp với Trình. Thì Trình là dân kỹ thuật đó, nên khi tiếp xúc với nữ giới á, thì cũng hơi nhút nhát một chút, nhưng mà rất là hòa đồng và vui tính. Thì hy vọng là bạn Hiền sẽ cho Trình một cơ hội. Bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Về anh chắc anh nhường em giữ luôn. Vậy là em giữ đúng không? Ê, suy nghĩ kỹ nha. Anh có cần suy nghĩ lại không ạ? Nói là dính luôn rồi đó. Người ta nói phụ nữ tay hòm chìa khóa. Thôi nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Trước hết là em chào MC Quỳnh Linh, chào MC em. Ngọc Lan với bạn nữ bên kia. Em tên Đoàn Ngọc Trình. Đoàn Ngọc Trình. Dạ, em năm nay 30. Dạ, em là làm artist 3D, tức là đồ họa 3D. À, đồ họa 3D. Dạ. Quê Trình ở đâu? Dạ em thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Đó lý lịch trích ngang của nhà trai đó nhà gái. Rồi nhà gái đã nghe rồi, bây giờ hãy nghe lý lịch trích ngang của nhà gái nè. Dạ em xin chào quý vị khán giả. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào bên nhà trai ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Thị Thanh Hiền. Năm nay em 25 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên mầm non và em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Điểm mạnh điểm yếu của nhà trai là gì? Điểm mạnh của em là em cũng biết nhiều về kỹ thuật, về máy tính, với vẽ, cũng biết chơi thể thao. Còn điểm yếu thì em cũng căng thẳng quá thì em hút thuốc. Căng thẳng quá hả? Dạ. Dạ là nếu mà bạn trai mà có hút thuốc thì có thể là hút ít hơn thôi chứ. Tại vì em cũng không có nghe được cái mùi thuốc. Rồi bây giờ mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. Dạ điểm mạnh của em thì là em rất là vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng với mọi người xung quanh. Điểm yếu của em thì là em theo cảm nhận riêng của mình thì là do là em dễ bị cảm xúc, dễ bị chi phối bởi cảm xúc
Và khi gặp một cái vấn đề gì đó của bạn bè thôi thì em cũng sẽ dễ bị trải lòng theo. Rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Em có hai mối tình. Một mối tình đều kéo dài khoảng 2 năm. Dạ, nhưng mà do là không tìm được tiếng nói chung với quan điểm chung á, thì tụi em cũng kết thúc trong êm đẹp và trở thành bạn của nhau thôi. Dạ. Hai mối tình nói càng ngày càng nhỏ vậy. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Muốn mẫu hình lý tưởng thế nào nè, cô giáo? Dạ, mẫu hình lý tưởng của con là bạn trai ưa nhìn một xíu, cao hơn con một xíu. Ừ. Có cái công việc nó ổn định. Rồi. Và cũng biết quan tâm chia sẻ với con. Ừ. Dạ. Để chị qua chị kiểm tra coi nhà trai cao to không nha. Dạ. Cao đó em, cao. Ngon. Cao chứ. Ngon. Rồi bây giờ mình tình trường của mình sao, mình kể sơ sơ cho chị nghe coi. Dạ, em thì chỉ có một mối tình ạ. Dạ, bạn là cùng cấp 3 rồi lên đây rồi bạn về lấy chồng rồi. Cái mối tình nó mấy năm? 5 năm thôi. 5 năm hả? Vậy thì bây giờ tiêu chí mình chọn bạn gái là gì? Tiêu chí của em là hiền lành, dễ thương với chịu khó. Ngoại hình thì 1m55 trở lên là được. Ngon, hơn luôn. Dạ. Hơn. Dạ, ưa nhìn là được. Dạ, vậy vậy. Gì nữa? Nhìn một cái là ưa liền. Dạ. Chị hứa luôn á. Rồi có cái gì, điểm gì mà mình không thích ở con gái không? Để chị nghe coi. Không thích ở cái thái độ quá gắt thôi. Em nghĩ không, sao dạy mầm non dạy mà gắt. Dạy mầm non đâu có gắt gỏng được. Không có dám gắt đâu. Nè, không tin hỏi mấy cô giáo dưới đúng không các cô? Dạ. Ủa, đây với cô giáo không hả? Tôi nhìn hình thôi là tôi nhìn vô đây tôi đoán được hình nền. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Rơ 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Rơ 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi người thân nha. Vậy giờ mình sẽ hỏi nhà gái trước. Đúng không em? Chị đoán vậy đúng không? Dạ, rồi, đúng. Người nhà của em đúng không? Dạ, là người nhà. Rồi. Dạ, chào các cô ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nhã Trân, là đồng nghiệp với em Hiền. Thì em thấy là bạn trai bên đây là rất là dễ thương, Hiền. Thì thấy là Hiền cũng nên cho mình một cơ hội để làm quen với bạn bên này. Thôi bây giờ mình chuyển qua bạn trai đi, nhà trai đi với ai? Tôi ngứa ở cái ông Mai gì biểu lắm rồi đó. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ, đi với anh họ. Dạ, em chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Và các khán giả ở đây và nhà gái á. Em là Huy, là anh họ của Trình và sống từ nhỏ với Trình. Thì nhà bố mẹ đang rất là ngóng nàng dâu. Dạ, thì đây em cũng xin phép nhận xét nhà gái là rất là đầm thắm, dịu dàng, rất là phù hợp với Trình. Thì Trình là dân kỹ thuật đó, nên khi tiếp xúc với nữ giới á, thì cũng hơi nhút nhát một chút, nhưng mà rất là hòa đồng và vui tính. Thì hy vọng là bạn Hiền sẽ cho Trình một cơ hội. Để hai người tìm hiểu nhau thêm. Trình là dân kỹ thuật đó, hay làm việc một mình đó, nên hay hút thuốc. Hy vọng có bạn Hiền thì đó, hai người sẽ đi chơi nhiều hơn và hạn chế và bỏ luôn cũng được. Yeah. Ông anh nói vậy, ông anh dễ thương ghê. Yeah. Phải học tính ông anh nói được. Đi cô gái phải học được. Mai mốt á, là cô giáo mua trà sữa cho nó hút, cho nó quên hút thuốc nha. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp mặt nha, mở rào. Tới công chuyện luôn, tặng bạn trước, tặng bạn trước. Em cũng có mình tặng, mình nói gì đi chứ không ra đưa. Cái món quà của em tặng cho anh á, thì là một cái móc khóa ly trà sữa. Thì nãy như chú Quỳnh Vinh có nói á, là em rất là thích trà sữa. Và em cũng là hy vọng là cũng những cái lúc mà anh áp lực về công việc á, thì cũng sẽ là thay đổi cái sở thích, cũng giống như em là sẽ thích trà sữa hơn là hút thuốc. Dạ. Dạ. À, cảm ơn em rất nhiều. Dạ. À, em xin phép được món quà của anh. Dễ thương quá, em cầm ra luôn. Và nhà kỷ niệm hai người gặp nhau như có một cái duyên nữa. Hình như nhà trai tôi hơi hồi hộp rung, nó nhỏ quá. Bây giờ nhà trai đứng lên, dân thể thao mà, đứng lên, phải không? Giờ hít đất cho nó nóng máy lên rồi. Nào, cho chứng minh rằng là
nhà trai mình khỏe mạnh đó. Dạ. Coi chừng cái mặt nha, thấy không nổi nữa thôi nha. Được không? Ổn không? Thôi thẻ rồi, thôi thẻ rồi, được rồi. Đó. Ổng chưa? Dạ rồi. Đó. Vậy là thoải mái lên nha. Dạ vâng. Rồi bắt đầu câu chuyện đi Trinh. Hiện tại bạn đang ở quận mấy? Dạ em hiện tại đang ở thành phố Thủ Đức. Thì nếu mà có gì gặp nhau thì mình sắp xếp được. Cũng gần. Dạ hiện tại là anh, hồi nãy anh nói anh ở đâu, em run quá nên là em cũng quên mất. Mình cũng run quá, mình quên luôn. Thôi vậy nghỉ luôn đi. À, bây giờ hai mới bạn gặp nào quên sao vậy? Hai bạn có cần anh trai với lại các cô lên đây nói giùm không? Chứ hai bạn quên hết rồi. Cảm nhận về anh như thế nào với em? À, cảm nhận đầu tiên của em thì là bề ngoài của anh thì rất là gọn gàng và tươm tất. Và cũng có hơi cái vẻ hơi nhút nhát và hiền một xíu. Em không biết là cái công việc của anh á, thì mình làm việc là có giờ rõ ràng không hay là như thế nào ạ? Giờ của anh thì nó cũng rõ ràng là giờ hành chính thôi. Thế nhưng mà có những cái file ở ngoài thì mình làm thêm gì đó thì mình thường là mình thức đêm mà. Nhưng mà đa số là cũng không có, cũng có thể sắp xếp được thời gian. Bây giờ á, là em gái hỏi nè, bên nhà trai á là làm 3D đó. Yeah. Tiếp xúc 3D, chữ 3D hay ảnh hưởng lắm á. Coi chị. À, không đâu anh Quỳnh Linh. Có không? Bà em cũng men lắm á. Hả? Em cũng men lắm à. Chứ không... Ủa ngày nó ôm cái máy không 3D suốt vậy đó. Với lại là cái kế hoạch tương lai của anh á, khi mà anh muốn tìm một cái đối tượng á, thì cái kế hoạch tương lai của anh sẽ là như thế nào với bạn nữ? À, kế hoạch anh là mình tìm hiểu trong vòng 6 tháng đến năm thôi. Là tầm đó là mình cũng có thể cưới rồi. Và khi mà ví dụ mà mình có tiến xa hơn á, thì không biết là anh vẫn ở đây làm việc hay là mình phải về dưới ở. Cái đó thì chắc là đến lúc nào mà em bấm nút đi rồi anh sẽ nói cho. Công việc nhà trai rất đơn giản, em chỉ bấm nút đi, em chỉ dọn đủ chỗ để máy vi tính thôi. Với chỗ ngủ nè. Với chỗ ngủ nè. Dạ. Là bạn ấy lo hết. Bởi vì nghề này đơn giản chỉ có máy vi tính thôi, bạn ấy sẽ làm được tất cả mọi thứ. Yeah. Thế giới trong tay của bạn ấy, 3D trong tay bạn ấy luôn. Yên tâm nha. Hiện tại thì em cũng có để dành được một ít và có sự hỗ trợ của gia đình. Thì nếu bạn đi cùng với mình nữa thì là bọn mình xây dựng một gia đình. Có một điều này là không biết là anh có biết nấu ăn hay không. À, được, nhưng mà em có dám ăn không mới là quan trọng. Dạ cố gắng ăn là sẽ được. Anh thì rất thoải mái luôn đó. Anh thì rất thoải mái. Em có dám ăn không? Anh cũng nấu tương đối được nhưng mà không có nhiều món thôi. Bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Về anh chắc anh nhường em giữ luôn. Vậy là em giữ đúng không? Đúng rồi. Ê, suy nghĩ kỹ nha. Anh có cần suy nghĩ lại không ạ? Nói là dính luôn rồi đó. Người ta nói phụ nữ tay hòm chìa khóa. Rồi bây giờ hai bạn có muốn gần nhau thêm một chút để mà cảm nhận về cái cảm giác của nhau không? Dạ muốn. Tới một chuyện luôn, tới muốn luôn. Thì đứng dậy, hai bạn đứng dậy, chúng ta tiến lại gần nhau. Rồi các bạn cảm nhận về đôi bàn tay đó nó như thế nào? Cảm giác đầu tiên là mình thích cái tính của bạn là hiền lành, dễ thương, mới là mẫu cái mẫu người gái, bạn gái của mình rồi. Bạn cũng có ngoại hình rất là xinh xắn nữa. Tim mình nó loạn quá nên là mình cũng không nói được cái cảm xúc mình, mà mình cũng thấy vui, hạnh phúc. Cái tay của anh thì rất là ấm. Dạ. Và em cũng thích cái người con trai là ấm áp một xíu, nhìn tình cảm với em một xíu. Và cũng phải biết chia sẻ với công việc của em, do là cái công việc của em đôi lúc nó cũng sẽ rất là áp lực. Dạ. Hát liền, hát bài liền. Mạnh mẽ lên. Để anh hát một bài cũng được ha. Có vẻ hơi dở nhưng mà em là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió làm trái tim anh. Anh quên rồi. Hay à. Bài ta tôi hát hay á. Em cũng hơi run nên là chắc em hát tặng anh một bài về mầm non. Ba ngọn nến lung linh. Hát bài khác thôi. Dạ. Ba ngọn nến lung linh. Ba ngọn nến lung linh đó cũng ý nghĩa. Ừ được. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh,
Con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, la 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 la, thắp sáng một gia đình. Hay quá. Rồi, rồi chúng ta về ghế. Mình hãy làm theo nhịp tim của mình, làm theo suy nghĩ của mình, bởi vì đó là hành động của mình và hãy có trách nhiệm với hành động đó và quyết định bằng chính mình các bạn nhé. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đó. Chính thức mấy cô khỏi phải lo nữa. Có người này lo. Nào hãy nắm tay nhau. Hand in hand. Đó, trời, cặp đôi này rất là xứng với nhau luôn. Bây giờ cô giáo ở đây nhưng mà gia đình cô giáo đang ở nhà theo dõi chương trình. Bây giờ mình nói là thưa hai bác, thưa gia đình của bạn gái mình. Cháu chào bác gái và bác trai. Hiện tại thì bọn cháu là thành đôi thì có cháu thành để chăm đôi. Sóc bạn. Bạn tên gì? Tên gì á, không phải ác á. Hiền ạ. Nói lời. Dạ, cháu. Dạ, cháu sóc bạn Hiền đến suốt cuộc đời. Có nhớ anh tên gì không? Dạ đúng quá, cũng à? Quên mất rồi. Trình, Trình. Anh Trình. Trạng Trình đó. Dạ. Bắt đầu từ bây giờ không được quên nữa nha. Ai dễ thương ha. Dạ. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Dạ. Em cố lên nào. Cố lên làm trai nha. Rất dễ thương. Ok, nào. Dạ, cảm ơn chị. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì Ngọc Lan của Linh xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời.